đây đây cho học tham quan này. Đây này. Bây giờ là cái ứng dụng của mình này. Đây mọi người có thể Loca Max này. Khi mà mở tính năng ra đây là Loca Max đây mà. Đây Loca Max chuẩn bị công tiện ra tính năng Loca Max. Này đây là Loca Building. Đây đây một gian hàng Loca Building. Đây, chúng ta sẽ quan sát đây, chúng ta đi vào trong. Vào trong cái trung tâm thương mại Building này sẽ thấy được rất nhiều gian hàng trong này. Quan sát vòng. Vô trong đây đi vô trong di chuyển trong này. Vô trong trung tâm. Trung tâm Building. Đây là lên tầng. Đó Loca Mod tài trợ 10.000 gian hàng. Đây đây. Cái này đi xuống đi xuống đi ra này. Đây đây mới là building bên ngoài thôi. Còn sắp tới là ví dụ sẽ có nhiều gian hàng trong này. Có thể hiện đầy đủ tính năng các gian hàng của các doanh nghiệp. Lập tài khoản mới thôi. Thế mình đi lâu chưa? Dạ. Lâu chưa? Đây, ví dụ như mình vốn nè, mình vô trong các gian hàng nè. Đó, mình vốn nè. Có một cái gian hàng đây. Đúng rồi. Đây, một gian hàng của các đồng hồ treo tường. Đó, đèn, tất cả các sản phẩm. Là ông lập xong rồi đúng không? À. Đây. Đây, vô trong này là sẽ có rất nhiều gian hàng. Gian hàng này ví dụ như đề co việc này, hoa tươi này, rất nhiều gian hàng trong này. Ừ. Đây là vào đông mà. Đây anh đây ví dụ như vô trong cái cửa hàng này. Hoa tươi, ví dụ như cửa hàng hoa tươi. Đây mình vô cái sảnh chính của cửa hoa tươi ra lại sảnh chính. Qua lại ví dụ hoa tươi đi. Đây. Đó, gian hàng hoa tươi của một cái shop này đấy. Đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Thôi vài là vài cái trình diễn cho mọi người coi. Đây là cái shop gì đây, shop rượu. Đấy, thì lúc này trong này trong hàng một cái building như vậy nó sẽ có hàng chục cái shop hàng tùy theo lĩnh vực của các doanh nghiệp liên kết. Thì cộng đồng người ta họ có thể tương tác trực tiếp vào trong các nền tảng này và để tương tác với các doanh nghiệp. Đấy, rượu.